Xin chào anh chị nhé. Ngay sau lưng tôi đây là một khu sinh thái. Cái khu này là người ta thiết kế là gì ta? Ăn uống này, câu cá giải trí này, rồi cà phê, cà pháo đủ các loại. Đó, trong này mời chị quay phim cho tôi. Đó. Đó. Đó anh chị ha. Ngày xưa khu đây là một khu đầm lầy. Đó, khu đầm lầy, rồi ruộng đồng của người dân người ta bán lại cho cái đơn vị người ta làm cái khu sinh thái này. Đấy, ngay sau lưng tôi một khu sinh thái rất là đẹp nha. À, rồi, à, còn con đường này á, là nó chạy thẳng vào trong này. Đấy, trong này là cái khu cao su mới để vườn tược người ta. Đó, anh chị ha. Thì cặp theo những cái cặp theo cái đường mương nước này là có đường đi luôn nhá. Đấy, có đường đi luôn ha, anh chị ha. Đó, rồi. À, đây, bây giờ đây. Từ cái vị trí tôi đang đứng ra ngoài đường nhựa thì nó khoảng 200m thôi. 200m thôi, nó giờ rất là gần anh chị ha. À, rất là gần. 200 hơi hơn 200m thôi. Và từ đây ra DT41 thì nó rơi vào khoảng một cây số anh chị ha. À, một cây số. Còn từ đây về siêu thị Copmart này, chợ Đồng Xoài này, trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước ấy, nó rơi vào hàng hai cây số anh chị nhá. Hai cây số ha. Rồi về Bình Dương, về thành phố Hồ Chí Minh, về Đồng Nai thì nó khoảng thành phố Hồ Chí Minh thì nó khoảng chừng khoảng 110 cây. Không biết có tới không nữa, 110 cây. Rồi về Bình Dương khoảng 60 cây, về Đồng Nai khoảng 65 đến 70 cây thôi. Rất là gần đấy chị ha. Và cái vị trí tôi đang đứng ngày hôm nay là khu phố 4, phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Anh chị biết là phường Tân Đồng là một cái phường trung tâm của thành phố Đồng Xoài anh chị ha. Trung tâm thành phố Đồng Xoài. Trong đó bao gồm là có, tôi thấy là có là cái thằng mà phường Tân Xuân này, nó có là nhà thờ Đồng Xoài, nó nằm ở phường Tân Xuân này. Rồi nhà thờ Đồng Xoài nó ở phường Tân Đồng này. Rồi quốc lộ 14 này, Bùng Binh Đồng Xoài này, nó nằm ở phường Tân Đồng anh chị nhá. Rồi chợ đêm bên kia là Tân Bình, bên này là Tân Đồng luôn rồi anh chị ha. Đó, là phường Tân Đồng là một phường trung tâm của thành phố, nó giáp với phường Tân Bình, nó giáp với phường Tân Thiện, nó giáp với phường Tân Xuân anh chị nhá. Đó ha. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho chị một miếng đất tại khu phố 4, phường Tân Xuân, phường Tân Đồng, tôi cứ lộn Tân Xuân, phường phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước á, là cái miếng này. Mời chị quay phim cho tôi. Chút nữa tôi sẽ chạy xe từ đây ra ngoài cách đây khoảng chừng hơn một cây số nữa để cho anh chị biết là cái khu vực lân cận ở đây nó có những cái gì anh chị nhá. Và đặc biệt cái đất này là đất chính chủ nhá. Cô chủ đất thì tại vì chúng tôi có một cái văn phòng ở thành phố Đồng Xoài, quốc lộ 14, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ấy. Cái văn phòng đó của chúng tôi thì một bên là văn phòng bất động sản của chúng tôi, một bên là quán phở của cộng tác viên của chúng tôi. Thì cái cô chủ này hàng ngày cô qua đấy, cô ăn phở thì cô thấy cái bảng hiệu công ty tôi, thì cô ấy gửi đất luôn anh chị nhá. Đấy, đây là cái nguồn đất này, là nguồn đất chính chủ nhá, của người nông dân từ ngày xưa đến giờ người ta khai phá, bây giờ người ta mới bán. Đây, tôi phải nói về cái nguồn gốc đất nó như thế nào để cho anh chị hình dung. Chứ anh chị mà mua qua của nhà đầu tư rồi thì chắc chắn giá nó không còn tốt nữa đâu. Đấy, mà mua qua của những cô chú nông dân từ ngày xưa đến giờ thì thứ nhất là đàm phán giá nó vẫn còn giá tốt, người ta gọi là F0 đấy anh chị ạ. Đó, người dân đầu tư người ta hay gọi là F0 đúng không ạ? Đó, thì cái đất này là của cái cô khách hàng của cộng tác viên tôi chuyên đi ăn phở, nên cô ấy gửi bán luôn. Đây, mời chị. Đây nhá. Bắt đầu từ cái đây, cái chị quay phim ra đây. Đó, bắt đầu từ đây ha anh chị ha. Đó, cái vườn bên này, cái vườn có cái máng hồng này là của người ta, của hàng xóm. Còn vườn máng đỏ là của cái vườn này. Rất bằng, rất đẹp anh chị ha. Rất bằng, rất đẹp. À, cái đất anh chị đang xem đây á, là nó có cái diện tích là 2 hecta anh chị ạ. 2 hecta hay 2 hecta 2 đó, khoảng đó. Thì từ tôi cứ căn cái số tròn đi, 2 hecta đi nha. 2 hecta. 200 mét mặt đường. 200 mét mặt đường anh chị ạ. Đó. Và cách cho đường này lên phường ngoài kia khoảng 250 mét thôi. 250 mét thôi. Rất là gần đường nhựa ngoài đất đó chị ha. Đây, mời chị. Đó. Đây, anh nhìn này đây. Đó, cứ thẳng con đường này lên. Con đường này nhà nước người ta cũng mới gạt qua. Thì bây giờ tôi sẽ không đi con đường này nữa. Đi con đường này thì chút nữa tôi sẽ chạy xe máy tôi chạy lên để cho tôi quay cho anh chị hình dung ngay. Còn bây giờ mình
tôi cùng anh chị chạy về cuối vườn ha, đi về cuối vườn, đi theo ranh giới này. Ở đây rất là gần trường Lái, anh chị nào mà đồng thành phố Đồng Xoài thì biết là trường Lái, cái ngón tay của chị này che vào camera đó, đó. Rất là gần cái trường Lái dạy lái xe của tỉnh Bình Phước này, rồi gần DT41 này, gần khu tái định cư của thằng cao su Đồng Phú này, rồi gần thằng gì nữa, tòa án tỉnh Bình Phước của chúng ta là ngay đây rồi anh chị ha. Nếu mà đi theo đường chuyến bay từ ngón tay tôi đi như này thì chắc 500m là ra DT41 rồi, nhưng rất tiếc là không có tuyến đường nào mà đi thẳng mà nó phải đi vòng vào khu dân này đi ra thì khoảng cây số này ra tới nơi. Đây nhé. Đấy, bắt đầu từ đây ha. Chúng tôi mỗi lần đi tiếp nhận sản phẩm ký gửi này, chúng tôi cũng rất là mong muốn là gửi tới những quý anh chị khách hàng của chúng tôi những sản phẩm chính chủ gốc nha, chưa qua đầu tư thì anh chị mua vào mới có cái giá tốt được. Thứ hai nữa là chúng tôi quay rất là chi tiết về từng cái sản phẩm để cho anh chị, đặc biệt là anh chị ở xa, khi mình xem video anh chị hình dung được cái đất của anh chị đang xem nó như thế nào. Đến tận 60% là chúng tôi vui rồi anh chị ạ. Còn để mà xem chi tiết hơn nữa như bên ngoài thì anh chị phải đến tận đất đi xem đất như tôi đang đi bây giờ đây anh chị ạ. Mời anh chị làm về cuối vườn nhé. 200m mặt đường, diện tích là 2 hecta, có thể là sẽ hơn 2 hecta đấy, nhưng mà tôi chọn con số tròn đi, tại vì cái cô chủ ấy, cô ấy chưa tìm được cái cuốn sổ đỏ. Bà ấy nói là bây giờ không biết để ngăn nào nhà bà ấy mấy miếng đất rồi. Đó. Khổ vậy đó. Ngã nào mà chị thấy màn hình tối là chị ngã rồi đấy. Không ngã đâu. Đây. Anh chị ha, đến đây đất của mình nở hậu ra. Đến đây đất mình nở hậu ra này. Cái vườn cao su với tôi nói là cái máng màu vàng màu hồng này này là người ta đến đây thôi. Đến đây bắt đầu mình nở ra. Là ra, tuyệt vời chị ha. Đất cao hơn đường, đúng không? Cái đất này mà anh chị mà gạt nhẹ xuống thôi là đẩy xuống dưới này cái là nó bằng lừ luôn. Nó bằng lừ luôn, rất là đẹp. Anh chị ạ. Đấy, anh chị cho tôi. Đó, dưới là một cái suối nhá, dưới suối nhỏ. Mời chị quay phim ra đây. Đó, cái suối bắt đầu từ đây nhá, từ đây này. Đó, nó kéo sang bên kia. Chị ha, mời chị quay. Đây có hai cái ao luôn đấy nhỉ. Có hai cái ao trên đất luôn mày hả? Ừ. À, trên đất mình có hai cái ao luôn. Bà xây ao luôn rồi, bà móc ao và xây ao luôn. À. Rồi. Có phần này của mình luôn hả? Hả? Đúng rồi đó. Anh chị ơi, đằng sau này của mình luôn này. Mới đầu tôi cứ tưởng đến đây, nhưng không phải anh chị ha. Nó chạy tút xuống dây kia. Thế thì phải hơn 2 mẫu ha. Chắc khoảng 2 mẫu 2, 2 mẫu 3 gì đó. Thì để biết chi tiết thì chỉ còn cách là cô ấy mang sổ về đây thôi. Đấy là thứ nhất. Cái thứ hai là anh chị muốn biết chi tiết về miếng đất này thì mình phải lên mình tham quan. Anh chị ha, đất ngay thành phố Đồng Xoài thôi, trung tâm thành phố Đồng Xoài, không có phải ở xa anh chị nhé. Khu này của mình luôn này. Ngày trước cô này là cô móc cái ao này. Cái ao này anh chị ạ. Đây này. Đây phong anh chị. Đúng rồi đấy. Cái ao bên kia là của người ta không? Và không, của người ta chứ. Đây này, chỗ nhà đây này, nhà đấy đấy. Nhà nào? Đấy, cái nhà đó, ở đây bà móc ao, có hai cái ao của bà rồi cái chăn nuôi gà luôn mà. À, người ta ở trên đất luôn hả? Không. Trang trại của bà là gà, bà nuôi gà. Nghĩa là trang trại ngoài đó. Ừ. Rồi, trang trại nhỏ nhỏ. Xuống cái ao này. Trang trại nhỏ nhỏ đó. Ừ, cũng cái này phải chị phải kêu cô ấy lấy sổ. Lấy sổ rồi kêu cô ấy đưa em đi xem lại một lần nữa nha. Thì anh chị ơi, tạm tôi sẽ quay như này. Theo chị cộng tác viên của chúng tôi á, chị nói là bà ấy có vườn cao su này, cộng thêm cái ao lớn đó với một cái trang trại gà bên kia. Đó, một trang trại gà bên kia thì cái này á, để cô chủ đất ấy, cô ấy lên cô ấy chỉ ranh giới rõ ràng.
hơn để cho chúng tôi kiểm tra lại anh chị ha. Đó, còn bây giờ tôi cầm camera tôi quay một vòng ra ngoài đường nhựa cho anh chị ha. Đó. Cái ao đây là cái ao cạn này. À. Cái ao cạn hay là cái ao có nước? Thế là toàn bộ khu vực này hả? Nếu khu vực này nó phải 3 hecta chứ? À, hơn 2 hecta thế à? À, nhà bà trên đất luôn. Nhưng mà điều bán là tôi cái mũi ra mà không có liên quan gì đấy, tới đây đi hai tới đây mình vây đây này. Ủa thế sao mà bà nhà bà ở đây mà mỗi lần bà xuống tận nhà chị ăn phở? Thế mới chơi như khách. Ôi giời. À, nghĩa là người ta quý mình hả? Khiếp anh chị ơi. Cái bà chủ đất mà nhà ở đây mà mỗi buổi sáng bà chạy xuống tận nhà cái chị công tác viên tôi, bà chị bà ăn phở thì tôi cũng thấy bà này khiếp thật, chịu đi thật. À. À, nhà bà đây gì? Cái nhà to này hả? À. Ôi, chị phải hỏi lại xem đất nhà cô như nào nha, chứ này rộng lắm. Thế là bán cả nhà đó. Không. À. Bán nó là từ điều là cắt ra, từ cái chỗ này cắt hết ra này. Đây, từ cái bờ rào hết lại đây này. Đây, thấy chưa? Bao vây đây là hai mấy cái như thế này. Chị hỏi nhá, chị hỏi lại như này này. Bây giờ cái nhà này bỏ lại này, nhà to bỏ lại này. Bây giờ chỉ bán cái phần cao su không đúng không? Đây này, phần cao su với hai cái ao này. À rồi rồi rồi. Cái bờ rào đấy. Rồi anh chị ơi, bây giờ tôi đính chính lại nhá. Từ vừa nãy giờ tôi mới hiểu này. Bài bán á là cao su này, vườn cao su này là 200 mét mặt đường. Đúng không? Rồi cộng thêm cái ao cạn này. Cộng thêm cái ao nước kia là diện tích là khoảng hơn 2 hecta, đúng không? Còn 2 hecta mấy thì mình phải xem sổ. À, cái này để tôi làm việc lại kỹ hơn với cái bà này. À, tại vì chị cũng thay viên tôi, chị cũng mới làm nên là chị cũng chưa dành lắm. Chị ha. Lần sau chị rút kinh nghiệm là mình kiểu như là chị cứ đi khảo sát đất trước, làm kỹ đi. Rồi em đến mình tiếp nhận sản phẩm thì lúc đấy cứ thế theo cái ý của bà ấy chỉ là mình làm dễ lắm nha. Đó, bên này thì giáp vườn điều này. Còn cái nhà bà màu xanh là nhà bà chủ đất ấy. Đó, mình bỏ ra. Cái vườn điều với cái nhà xanh với cái trại gà này bỏ ra. Bỏ ra nhá, mình chỉ là bà chỉ bán cái ao có nước này, cái ao cạn nước này. Rồi, cái thằng vườn cao su này. Rồi mình lên đầu đất đi. Đó. Đây phải quay hết sức chi tiết chứ không à, chỉ lầm chỉ lộn nó là mệt lắm. Đó. Tại đấy tôi phải nhắc đi nhắc lại là cái tại chị cộng tác viên của công ty chúng tôi là cũng chị cũng mới làm nên là bán theo kiểu như là người quen đấy chị ạ. Đấy, người quen người ta chỉ thôi nên là cứ khi nào có khách thì hẵng hay, khi nào có khách thì mới làm chi tiết, như vậy thì không được anh chị ha. Đấy, tôi cũng quán triệt là lần sau chị đi là kêu chủ chỉ rõ ràng rồi cứ thế mình đi xong chúng tôi làm video gửi tới anh chị là 100% là chính xác đấy. Đây tôi ra đầu đất này. Rồi đường nhựa kìa anh chị ơi, đó đường nhựa lên phường đó. Ở ngoài đó nhá, tút nó tôi chạy xe ra đó, tôi quay cho anh chị xem. Đây. Còn cái phần này nó bắt đầu từ đầu đất này, từ cái cây cao su này, chạy dài đến cái chỗ mà lúc đầu video tôi quay anh chị xem á là khoảng 200 mét mặt đường. Đấy, còn cái phần điều này bà bỏ lại này. Phần điều là bỏ lại nhá, phần nhà ở là bỏ lại. Cái trang trại gà đó bỏ lại luôn, bán cái ao có nước và cái ao không có nước. Đó, với vườn cao su này là khoảng hơn 2 hecta. Là 2 hecta mấy đó thì tôi để tôi kiểm tra lại và tôi sẽ gặp gỡ trực tiếp cái cô chủ đất này. Tôi làm cho rõ đi. Chứ cái chị cộng tác viên này thì chị tại vì bà này bà ấy quý chị, bà hay xuống quán là chị ăn phở nên là bà ấy gửi, nhưng mà gửi thì bà ấy lại đưa cái thông tin là chung chung với lại chưa chỉ đất ranh giới đất nữa,
nên là bà chỉ cái vườn này thôi thì chị cái chị mà cộng tác viên rồi chị lại không dành. Chúng tôi thì cứ mỗi lần tiếp nhận sản phẩm là cứ bắt chủ đất là phải đi từng góc cạnh của đất ấy, chỉ từng góc một. Đấy, như vậy thì nó mới chính xác được. Chứ còn mà chỉ chung chung thì mai mốt rồi mà anh chị mà đi xem đất này, tôi không biết nào tôi chỉ anh chị ha. Nhưng mà chị cộng tác viên chị vừa nói như vậy thì tôi hình dung ra rồi. Bà ấy bán là miếng cao su này, cái ao đó, hai cái ao đó. Đó, khoảng hơn 2 hecta. Đó, còn cái khu vực sinh thái lúc đầu video tôi giới thiệu như chị là bên đó đó. Chị ha. Đó. Đó. Tới đây những cái khu trong đó những nhà đầu tư người ta cũng mua hết để người ta làm sinh thái anh chị ạ. Đặc biệt là hai cái ao của bà này này, nhìn rất là đẹp anh chị nhá. Làm câu cá giải trí thì đúng hướng đầu tư luôn anh chị nhá. Đó. Rồi, đến đây là phần lúc đầu video tôi quay cho anh chị này, phần cuối đất này. À, bây giờ một lần nữa tôi nhắc lại nhé. Đất anh chị đang xem đây thuộc khu phố 4, phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Ở đường trước là người ta trồng cao su 200m mặt đường. Ở đường sau là có một cái ao cạn và một cái ao có nước. Cái này thì để chúng tôi, công ty chúng tôi đi qua gặp gỡ lại cái cô chủ đất này để tôi lấy lại cái thông tin cho nó chính xác hơn. Tuy nhiên thì cái vị trí là đúng rồi, vị trí đúng rồi, nhưng mà không biết bà có bán hai cái ao hay là không bán, hay là có bán thêm cái chạy gà hay không thì cái này chúng tôi phải hỏi lại anh chị nhá. Còn cái giá bán của bà ấy, bán ở đây là 8 tỷ rưỡi trên 1 hecta chị ha. 8 tỷ rưỡi trên 1 hecta còn thương lượng anh chị nhá. Đó, cách đường nhựa lên phường chỉ khoảng 50m thôi. Thì bây giờ tôi sẽ chạy xe từ đây ra ngoài đó anh chị nhá. Thì trước khi đi thì tôi nhắc lại này. Đất mình thuộc khu phố 4, phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, cách trung tâm thành phố 2 cây số. Trong đó có trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước này, chợ Đồng Xoài này, siêu thị Copmart của Đồng Xoài này anh chị ha. Đường DT41, quốc lộ 14. Rồi về thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng 110 cây. Về tỉnh Bình Dương khoảng 65 cây. Về Đồng Nai ấy, khoảng 70 cây anh chị nhá. Đó. Tôi tạm gọi là 2 hết nhá, 200 mét mặt đường nhá. Còn dư ra hay thiếu vào đó thì để tôi làm việc với ông chủ, bà chủ này, tại vì bà ấy nói là hơn 2 hết một chút. Hôm nay thì tôi không có sổ ở đây, tôi tạm gọi số tròn là 2 hết. Giá bán là 8 tỷ rưỡi một hết. Phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, cách DT41 khoảng cây rưỡi số, một cây số anh chị ha. Rồi bây giờ tôi sẽ chạy xe khu vực lân cận xung quanh xem nó có những cái gì để gửi tới anh chị ha. Anh chị chờ tôi chút nhé, quay xe. Bên kia là cái khu sinh thái của người ta. Đó, bắt đầu từ đây nhá chị ha, từ cây to này này. Đó, từ cây to này nhá. Đó. Đi lên. Khoảng 200 mét mặt đường. Đất nhà cô này thì cao giá nhá, đằng sau là hai cái ao chị ha, vừa tôi có quay rồi. Đó. Đó, đến đây là hết nhá. Tụi vườn điều bà không bán đâu, bà giữ lại anh chị ha. Đó, còn từ đây ra đường nhựa đó, trước mặt anh chị là đường nhựa chị nhá. Đường nhựa ha. Đó. Rồi. Quay ra đây là về Ủy ban Nhân dân phường, rồi về trung tâm thành phố Đồng Xoài, về quốc lộ 14, chợ Đồng Xoài, siêu thị Copmart, thành phố Đồng Xoài. Từ đây về đó hai cây thôi. Đó, còn quay lại đây thì mình lại ra DT41 này. Ra DT41, rồi Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước, rồi trường lái xe tỉnh Bình Phước, rồi gì nữa, khu tái định cư, công ty cao su Đồng Phú. Đó.
Đây, khu sinh thái tôi có vừa chia sẻ cho anh chị đó anh chị ha. Thật ra thì cái DT41 đó rất là gần nhưng mà rất tiếc thì nó không có đường đi thẳng nên là mình phải đi theo con đường này mình ra ngoài đó thì mất một cây số ra DT41. Đây là cái cổng Happy Garden này, câu cá giải trí này chị thấy không? Đó, đây là cổng của họ chị nhá. Cứ dọc dọc đây ra là đi thẳng, cứ đi thẳng đường này ra là ra DT41 anh chị nhá, đi khoảng cây số nữa thôi. Thì một lần nữa tôi nhắc lại nhá. Cái đất anh chị vừa ấy xem là thuộc khu phố 4, phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, có diện tích là hơn 2 hecta, nhưng mà tôi tạm gọi là 2 hecta. Cái này tôi phải gặp chủ lại xem là cái phần ao cạn với ao có nước ấy, với phần cao su nó từ đâu đến đâu. Đó, và chính xác là 2 hecta mấy. Còn cái giá bán của cô này, cô ấy đưa ra cái giá là 6 tỷ rưỡi. À xin lỗi, 8 tỷ rưỡi trên 1 hecta. 8 tỷ rưỡi trên 1 hecta, vừa nãy quay cái miếng kia 6 tỷ rưỡi giờ đọc luôn. Cái này là chết người đấy anh chị ạ. Đó. Rồi, tôi nhắc lại nha, 8 tỷ rưỡi trên 1 hecta. Phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Thì mọi thông tin về cái miếng đất này, anh chị đặt hàng quan tâm thì liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0918645130 hoặc 0271373 7968 anh chị nhé. Ngoài ra anh chị có thể truy cập vào website công ty chúng tôi là cvtland.com để lựa chọn tìm kiếm những sản phẩm phù hợp với túi tiền cũng như là mục đích sử dụng đất của mình anh chị nhé. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới, sản phẩm mới từ công ty chúng tôi nhé. Xin cảm ơn.